Thưa quý vị, hôm nay trên đường DT741 đoạn qua ấp 1 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ lật xe container chở vỏ hạt điều, khiến hàng chục tấn vỏ hạt điều bị đổ xuống ao bên đường. Tài xế may mắn thoát chết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, chiếc container chở đầy vỏ hạt điều trên thùng xe lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến gần trạm thu phí Tân Lập thuộc ấp 1, xã Tân Lập, chiếc xe bất ngờ bị mất lái lật ngang sang bên phải, sát ao nuôi cá bên đường. Cú lật mạnh khiến hàng chục tấn hạt điều bị văng ra khỏi thùng xe, đổ thẳng xuống mặt đường và xuống ao bên đường. Tài xế may mắn thoát chết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.